trăm năm trong cõi người ta, lô đề vé số chính là nghiệp to. 6 giờ đã thấy lo lo, sao tin kết quả để cho yên lòng. Yeah. Hôm qua tao mơ. Ủa mơ gì? Cháy nhà Phan con 18 2 2 7 1. Bố vợ cứ luyên thuyên hạ láo. Hôm qua con mơ đấy, Sơn Tùng ra bài mới, đánh 19 là hợp, xong rồi xuyên là 94. Nếu mà đánh lộn ngược, chơi 91 là xong. Bố hiểu chưa? Chưa, vẫn chưa hiểu. Tất cả hãy xây ra cho chúng tôi đi vào xem nào. Bố ơi nó biển 30, trông mặt nó vẫn rất tươi. Tốt lắm con xem tuổi bao nhiêu, dạ là em mới 18. Thôi mọi người đánh tiếp đi, tôi đánh thương mấy thằng ăn trộm. Bố trả cái thằng lôm gôm này phải chụp ngay 30. Bố con ta đi ngồi bia hơi, cuộc đời này phải nhắc người. Yeah. Bố đã chắc chắn chưa? Ok, sợ gì không chắc. Con 30 trăm điểm, chị Phan con 64. Chốt máu thế giáo sư, ôi xôi mình là đại gia. Ok, Tây Ban Nha, thuốc Lào xịn mời đại ca. Thuốc Lào tiên lãng nè. Ai là thằng giáo sư Long? Mau bước ra có người muốn gặp. Bố ơi nó gọi tên con, nó gọi mày cứ chết đi. Nhỡ đánh con phải làm sao? Mày sợ gì tao bảo kê. Tao là Hách Văn Long, muốn đánh nhau cứ việc xông vào. Bố tao sẽ bảo vệ tao, bố vợ yêu quý của tao, trốn đi đâu không bảo vệ tao. Dạ nhẹ tay nghe các anh, chúng cháu biếu giáo sư có chút xin ngài nhận lấy. Nghe danh ông đã nhiều đề, lô ông tính siêu. Cháu đã hết vốn tiêu, xin ngài duyệt một con lô. Mai đi mua ô tô, bóp còi rồi cười hô hô. Được, các cậu hãy đứng lên đê, đã có tôi không thành vấn đề. Đánh lô nó là đam mê, chơi đề nó cũng rất phê. Số hôm nay tôi cầm trong tay, tặng cậu một con lấy may. Cất 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 nhanh, xong đi về nhà mà đánh. Mang ra xem bây giờ, tự nhiên nó mất hay. Chúng cháu sẽ biến ngay, cảm ơn cả họ nhà ông. Tôi tên Vinh Công Nông, bố vợ của thằng mồm lông. Được tiền nhớ chia nhá. Trời ơi, bố bảo kê, bố bảo kê. Thì tao bảo kê một thằng, nhiều thằng làm sao bảo kê được. Tôi đi, tỉnh bố con là dạng đất từ đây. Ừ, thôi thì... Chiều chiều ra đứng bờ đê, ngóng nhìn kết quả đề về bao nhiêu. Kết quả đê, kết quả đê, nổ luôn đê. Ôi giời, ngu thật rồi, sao thế? Ra 19, mày đừng nhảy lại đây xem nào. Ôi trời ơi, bây giờ phải làm gì thưa bố? Trốn ra phố, vợ của tao mà biết là giết luôn thằng đề giọt kia rồi. Bắt nó, chạy nhanh lên bố ơi, chậm chậm thôi tao chóng mặt. Già rồi con ra gió, bố để con lái cho thằng ô kia đứng lại. Mày tự đi mà đứng lại, đừng đòi thịt tao nữa. Ai chẳng có lúc sai, từ hôm nay con sẽ cài dừng chơi lô bố ê. Hạ nhà họ tan lát, bố mày cũng thế đây. Chạy đi đâu cho hết mưa, mày sợ chưa đấy? Sợ đập thằng này thôi nhá, tôi nào có biết đâu. Ai bố mới đập tất. Ơ, thích đánh nhau thế? Con ơi, dép của mày đâu có cứng bằng gậy của nó. Bố nhầm rồi, bố coi thường con rồi. Con buộc dép ấy là để làm gì? Chạy nhanh hơn bố.